Hôm qua bà la hét như thế, không đau họng mới là lạ ấy. Sao có cuộc gọi của hắn ta trong máy mình vậy? Đêm qua. Võ An Chi xinh đẹp tin nè. Anh đứng lại cho tôi, anh muốn cái gì hả? Tôi phải ăn hai ổ mới nhớ. Hai ổ mày chả cá luôn cô. Rồi. Cô đã nôn hết đống thịt xiên nướng với cả đống bia lên đầu tôi. Cô bóp cổ tôi, cô đấm tôi như là đấm bao cát. Tôi đã nói gì vậy? Đúng rồi. Đúng là trời sinh một cặp. Cậu bé đáng yêu của tôi. Dạ. Vậy là rõ rồi. Tập trung săn bắt con cá chép vàng này mới được.